Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2019, thứ sáu tuần thứ 26, mùa thường niên. Bài trích sách tiên tri Baruch Sự công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, còn sự thẹn mặt thì thuộc về chúng ta. Như ngày nay, nó thuộc về toàn cõi Juda thuộc về dân cư Jerusalem, vua chúa, quan quyền tư tế tiên tri và các tổ phụ chúng ta chúng ta phạm tội trước mặt chúa là thiên chúa chúng ta và chúng ta không tin tưởng không cậy trông vào người chúng ta không suy phục người không nghe tiếng chúa là thiên chúa chúng ta để chúng ta bước đi trong các dứa răng người đã ban cho chúng ta từ ngày chúa dẫn các tổ phụ chúng ta ra khỏi đất ai cập cho đến ngày nay chúng ta chẳng tin tưởng vào Chúa là thiên chúa chúng ta chúng ta vô tâm lìa xa Chúa để khỏi nghe tiếng người chúng ta mắc phải nhiều tai họa và những lời chúc chữ mà Chúa đã báo cho moses tôi tới người khi người dẫn dắt tổ phụ chúng ta ra khỏi đất ai cập để ban cho chúng ta đất chảy sữa và mật như ngày hôm nay chúng ta không nghe tiếng Chúa là thiên chúa chúng ta theo như mọi lời các tiên tri Chúa sai đến cùng chúng ta. Mỗi người chúng ta cứ theo lòng gian tà của mình, làm tôi các thần ngoại, thực hành các sự giữ trước mắt Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Lạy Chúa xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Ôi Thiên Chúa, ngoài bang đã xông vào gia nghiệp Chúa, họ làm ô ê e thanh điện của Ngài, họ biến Jerusalem thành nơi đồ na, họ nêm tự thi thần dân Chúa làm mồi nuôi chim trời và huyết nhục tín đồ Ngài cho muôn thu đồng hoang. Lạy Chúa xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa họ đổ máu chứ vì đó dường như nước là quanh Jerusalem mà không có kẻ chôn vùi chúng con đã bị bêu ra cho lang giềng phỉ nhô cho lăng ban chê diệu nhau cười tới ngày nào lạy chua, chua còn dẫn mai và lòng ghen hận chua còn như Lạy Chúa xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Xin đừng nhớ tôi tiền nhân để trì chúng con. Xin kiếp mơ lòng từ bi đón nhân chúng con. Vì chúng con làm than qua đồi. Lạy Chúa xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa. Ôi Thiên Chúa đang cứu đồ chúng con xin phụ trợ chúng con vì vinh quang danh chúa xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh ngài lạy chúa xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh chúa Alleluia, Alleluia. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa. Linh hồn con trong cây ở lời Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida, vì nếu tại Tyro và Sidon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi thì từ lâu những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sấm hối cho nên trong ngày thẩm phán tiro và sidon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi còn ngươi nữa hỡi các phát no ôm và chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục ai nghe các con tức là nghe thầy và ai khinh dị các con là khinh dễ thầy Mà ai khinh dễ thầy là khinh dễ đấng đã sai thầy Đó là lời chúa ta ơn chúa Suy niệm Corozain, Zain, Bethsaida và các Phan-nơ-ôm là những thị trấn nhỏ nằm trên bờ hồ Genezareth Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhiều lần rao giảng tin mừng, cũng như làm nhiều phép lạ ở các thị trấn này. Thế mà dân ở đây vẫn cứng lòng không theo Chúa. Hình phạt cho các thị trấn sẽ nặng hơn vì ngoan cố không chịu nghe theo Chúa. Cầu nguyện để Chúa Giêsu trước lòng chê đá của dân chúng, Chúa đã lên tiếng răng đe mong con người sám hối trở về. Vì thế, trách nhiệm truyền giáo của các môn đệ lại càng trở nên cấp thiết. Xin cho chúng con biết từ bỏ bản thân để lo cho công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội Chúa. Amen. Trích trong tin mừng và suy niệm hàng ngày. Bí quyết trẻ trung. Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh Francisco Assisi sống cách chúng ta trên bảy thế kỷ Thánh Francisco Assisi vẫn mãi mãi để lại một hình ảnh trẻ trung: chưa có vị thánh nào trong giáo hội nhắc nhở yêu mến như thánh nhân, chưa có vị thánh nào đã gợi lên nhiều cảm hứng cho văn chương nghệ thuật cho bằng thánh nhân, chưa có vị thánh nào được các nhà chính trị các nhà cách mạng ca tụng cho bằng thánh nhân, sứ điệp của thánh nhân siêu việt thời gian bởi vì con người của thánh nhân là hiện thân của tuổi trẻ, thật thế. Suốt cả cuộc đời của mình, Thánh Francisco Assisi luôn biết giữ một tâm hồn tươi trẻ. Tuổi tác không phải là điều kiện thể lý cho bằng bầu khí của tâm hồn. Có lẽ thánh nhân không phải là người đã nói lên châm ngôn ấy, nhưng hẳn ngài đã sống theo châm ngôn ấy. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn Ngài đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa học tâm lý ngày nay, Thánh Francisco Assisi đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật thế, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ các nhà tâm lý học khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích việc đọc sách, chuyện phản, nghe nhạc. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm, hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ em. Hãy tập yêu thích trồng trọt làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Hãy tập yêu thích công việc và cảm nhận được niềm vui khi làm tốt một công việc. Hãy tập yêu người, dù người không giống ta. Không khí, ánh sáng, mặt trời, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống con người. Đó là những yếu tố cần thiết để tạo cho bầu không khí tươi trẻ trong tâm hồn. Phải chăng đó không là những yếu tố mà người ta cũng bắt gặp trong bài ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi? Một tâm hồn đó không chỉ là một bí quyết để được hạnh phúc trên đời này, nhưng còn là một đòi hỏi đối với người Kitô. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: Hãy để trẻ nhỏ đến với ta, vì nước trời thuộc về những ai giống chúng. Ta nói thật với các con, nếu các con không đón nhận nước trời như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Bài trích sách lẽ sống.